quan chức Nhật Bản và Ấn Độ đang nghiên cứu đề xuất mở kho dầu dự trữ chiến lược quốc gia để phối hợp với Mỹ và các nền kinh tế lớn khác nhằm hạ nhiệt giá dầu. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản mở kho dự trữ dầu trong bối cảnh giá xăng dầu ở Mỹ tăng cao. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đề ngỏ khả năng nước này sẽ mở kho dự trữ dầu vào cuối tuần này. Trong khi đó, các nguồn thạo tin tại Ấn Độ cho biết New Delhi đã tổ chức các cuộc tham vấn với Mỹ về việc mở kho dầu dự trữ chiến lược. Nhật Bản chưa từng giải phóng kho dầu dự trữ vì lý do giá dầu tăng. Các quyết định sử dụng dầu dự trữ trước đây được đưa ra nhằm giải quyết những lo ngại về nguồn cung sau các thảm họa thiên nhiên và biến động chính trị ở bên ngoài. Tính đến cuối tháng 9 năm 2021, Nhật Bản có lượng dầu dự trữ cho 145 ngày sử dụng. Trong khi đó, trong kho dự trữ của Ấn Độ hiện có khoảng 26,5 triệu thùng dầu. Tại lễ trao giải Giải thưởng âm nhạc Mỹ thường niên AMA 2021 vừa diễn ra ít giờ trước, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS tiếp tục tạo nên lịch sử khi vượt qua nhiều tên tuổi lớn trên thế giới để trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên chiến thắng hạng mục nghệ sĩ của năm. Đây cũng là giải thưởng thứ 9 liên tiếp mà nhóm đạt được kể từ lần đầu được đề cử vào năm 2018. BTS đã chiến thắng tổng cộng 3 hạng mục tại lễ trao giải AMA 2021, bao gồm nghệ sĩ của năm, nhóm nhạc pop được yêu thích nhất và bài hát pop được yêu thích nhất với ca khúc Butter nằm trong album cùng tên phát hành hồi giữa năm nay. Trong đó, giải thưởng nghệ sĩ của năm là một trong những hạng mục danh giá nhất tại AMA. Các nhà phê bình cho rằng chiến thắng đột phá này một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng không thể phủ nhận của BTS đối với ngành công nghiệp âm nhạc. AMA là giải thưởng âm nhạc thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho thị trường âm nhạc tại Mỹ. Cảnh sát Mỹ ngày 22 tháng 11 xác nhận đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong vụ lao xe vào đoàn diễu hành Giáng sinh ở thành phố Waukesha, bang Wisconsin xảy ra vào đêm trước đó. Hãng CNN và NBC dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết, đến nay không có dấu hiệu cho thấy vụ việc này có liên quan đến khủng bố. Hiện một đối tượng đã bị bắt giữ để thẩm vấn, trong khi chiếc xe gây án cũng đã bị thu giữ. Danh tính của đối tượng bị bắt là Darrell Brock, 39 tuổi, cư dân bang Wisconsin. Hiện giới chức Mỹ chưa buộc tội hay xác định đây là đối tượng tình nghi. Thảm kịch này đã khiến người dân trên toàn nước Mỹ bàng hoàng. Các trường học và tòa thị chính thành phố Waukesha đều đóng cửa trong ngày 22 tháng 11, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay thì hầu hết người dân đều hiểu mối nguy hại khi sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Thế nhưng không mấy người thực sự tìm hiểu và áp dụng những biện pháp để giảm thiểu loại rác thải nguy hại này. Và những hình ảnh rác thải đầy đường gây ô nhiễm môi trường sống trong những ngày đầu tháng 11 vừa qua, khi bãi rác Nam Sơn, Hà Nội ngừng tiếp nhận rác, một lần nữa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ô nhiễm rác. Nhân tháng nói không với rác thải nhựa dùng một lần do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, Truyền hình Thông tấn xin giới thiệu với quý vị một số hoạt động, biện pháp thiết thực để bảo vệ môi trường. Hãy mang rác thải đến để đổi lấy thực phẩm mang về. Đó không phải là câu nói vui mà là chuyện thật 100% ở thành phố Hà Nội. Hơn thế, lại diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên càng ý nghĩa. Mỗi gian hàng có thể thu đổi khoảng 100 đến 150 kg rác phế thải mỗi ngày. Thực phẩm ở đây cũng là thực phẩm sạch, từ rau củ quả đến thịt, cá đều có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, giá minh bạch. Mô hình như này thì sẽ là làm thân thiện môi trường và tôi cũng rất là hy vọng là mình sẽ lan tỏa và mở rộng nhiều cái điểm này hơn. Trong thành phần đến đây đổi thì rất là đông đảo các thành phần trong xã hội, nhưng mà nhiều nhất thì vẫn là những người công nhân nông dân nghèo, dân nghèo thành thị và những người lao động tự do. Nhìn những cái khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của những người đến đây đổi thì điều đó là chúng tôi rất là vui và rất là cảm động. Trong chương trình tới đây á, là không phải riêng như thành phố của mình, thành phố Hà Nội, mà thậm chí còn lan tỏa ra khắp các tỉnh thành trên cả nước. Vâng thưa quý vị, tạm rời gian hàng xanh, chúng ta cùng đến với một hoạt động tái chế khác cũng đang mang lại những giá trị về bảo vệ môi trường không kém. Vâng thưa các bạn, trên tay tôi đang là một chiếc túi thời trang. Trông nó cũng giống như các chiếc túi khác phải không ạ? Nhưng chất liệu làm nên nó thật sự rất đặc biệt. Nó được tái sinh từ đồ nhựa sử dụng một lần. Nếu như trước đây, sau khi sử dụng xong, túi ni lông và chai nhựa sẽ phải vứt vào thùng rác, thì nay nó đã sẵn sàng để tiếp nhận một cuộc sống mới. Bạn tình này, đâu là ý tưởng để bạn có thể tạo ra những chiếc túi tái chế đặc biệt như thế này?
tôi thấy cái vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra thì rất là nặng nề. Trong khi đó thì những cái chai nhựa nó có những cái hình dáng và có những cái tận dụng rất là hữu ích. Vì vậy mà tôi đã làm nó thành một bộ sưu tập túi sách thời trang từ chai nhựa để giúp cho mọi người quan tâm hơn về cái vấn đề là tái chế rác thải nhựa để bảo vệ môi trường. Bạn có thể mách cho khán giả truyền hình một số gợi ý để có thể tự tái chế đồ nhựa sử dụng tại nhà không ạ? Ví dụ đây là một cái sản phẩm được làm cũng từ chai nhựa và nó mang tính ứng dụng cao là dùng để cắm nước ống đựng bút hoặc là dùng bàn chải đánh răng, mình dùng xong thì mình có thể cắm vào đây. Nó giúp cho việc các bạn tận dụng được cái rác hữu cơ mà mình thải ra hàng ngày. Xin cảm ơn bạn Tình với những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Vâng thưa quý vị, theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, Việt Nam xếp thứ 17 trên 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa cao trên thế giới. Đây quả thật là một con số đáng báo động. Trên thực tế, có rất nhiều cách để chúng ta có thể chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa. Mà trong đó, chỉ đơn giản là phân loại rác một cách đúng cách như thế này.